Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hỡi với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Mình là kế bên mình. Thương nè. Đúng rồi. Sam dễ thương. Kế bên mình chính là Sammy xấu xí nha bạn nha. Vậy? Trời ơi, ông đẹp trai mà sao tôi xấu xí được? Tôi cũng phải là đẹp gái nhất vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Ê, hai vị xin lỗi slogan không? Hai okay. Mình là đẹp trai xinh gái nhất trên trong Minecraft, trong vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft được không? Được không? Ok, ok, được, 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 ok. Rồi, hôm nay đã bạn ơi, mình đã mời Sammy vào đây để làm gì các bạn biết không? Mấy bạn đọc tiêu đề thì mình nghĩ chắc các bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy đúng không? Đó, hôm nay nè. Có rất là nhiều bạn bảo mình là anh Phong ơi, anh Phong hãy làm gọi là thử thách gọi là đám cưới ở trong Minecraft chung với chị Sammy đi. Nhưng mà mình thấy rằng trời ơi, tự nhiên không đám cưới trong Minecraft làm gì hề luôn á. Chứ mà nói chung á là mấy bạn fan muốn á thì ok, thôi mình sẽ làm. Nói chung cái này là mấy bạn muốn mà đúng không? Đúng không Sam? Đúng rồi, quá trời bạn luôn. Từ hồi đó đến giờ luôn, lâu lắm rồi. Phong cái này làm gì đã cái yêu cầu lâu lắm rồi á, bây giờ mới thực hiện á. Ok, rồi. Vậy thì bây giờ nè, bạn thấy đằng sau lưng của mình nè. Đây, sau lưng của mình có một cái hộp quà nè. Thì trong cái hộp quà này mình có để một cái máy Sammy lại đây. Ở trong cái máy này á là tôi có để gọi là một cái khói len đỏ, khói len xanh và khói len vàng. Đó. Thì á bây giờ nha, để chúng ta công bằng đi. Thì tôi không muốn làm đám cưới đâu. Tôi muốn gọi là quay mấy video chơi game đủ kiểu cho nó vui. Nhưng mà á cho mấy bạn fan muốn cho nên á là bây giờ tôi để ở đây nè. Nếu bây giờ nha Sammy bấm nút mà ra cục len đỏ thì coi như tôi với bà sẽ làm thử thách đám cưới trong Minecraft đó. Còn nếu như ra cục len xanh thì chúng ta sẽ làm thử thách sinh tồn trong Minecraft. Ra cục len vàng thì chúng ta sẽ làm gọi là thử thách gọi là như ta cắm trại trong Minecraft, hiểu không? À màu đỏ là để cưới đúng không? Rồi chắc chắn rồi. Đỏ, chắc chắn là màu okay. Đỏ. Màu đỏ, rồi. Màu đỏ bốn năm. Bây giờ thì mình sẽ cho Sammy gọi là bấm nha các bạn nha. Nhưng mà cái này á, thiệt luôn á, Sammy không hiểu sao. Nhưng mà Sammy thích làm đám cưới mình trong Minecraft kê luôn á. Ok, rồi, ok, rồi bây giờ nha, tôi cho Sam bấm nha. Ok, rồi bây giờ là tôi đếm 1, 2, 3, Sam bấm nha, ok. 1 2 3, rồi bấm đi. Yeah, cục len màu đỏ. Tôi bảo rồi mà màu đỏ chắc chắn rồi. Chưa tay tôi mát không? Ok bạn ơi, vậy giờ chúng ta được cục len màu đỏ nha. Các bạn thấy không, thật ra thì hồi nãy mình đã lấy cục len màu xanh với cục len màu vàng ra rồi. Bởi vì mình biết rằng là Sammy sẽ rất là vui nếu như chúng ta làm thử thách đám cưới trong Minecraft. Cho nên là mình gọi là giả vờ vậy thôi chứ mình muốn Sam vui mà. Ok. Mình đã lấy... Nhớ tôi hên không? Thấy tôi hên không? Ok, hên quá, Sammy hên quá. Trời ok. Rồi, thì ở đây nè Sam, không chỉ có cái máy này không đâu. Mà ở trong cái máy này tôi còn để một thứ rất là đặc biệt luôn. Để tôi cho Sam coi nè. Ok, đây. Để tôi mở ra cho, để tôi đập ra. Ok, rồi Sam mở đi. Đây, trời ơi, biết trong này có gì. Oh my god. Trời, gì đây? Ten. Đây chính là bộ váy cưới và áo cưới kim cương mà tôi mới mua, ghê không? Ôi, đẹp chứ, váy cưới kim cương nè. Trời ơi, ước mơ của tôi hết phàm. Ước mơ là được mặc váy cưới kim cương. Wow. Ok bạn ơi. Rồi coi như bọn mình có thêm cả đồ cưới nữa. Bạn thấy mình đầu tư ông váy cưới áo cưới kim cương luôn, làm bằng kim cương luôn nha. Xịn ha. Ôi xịn quá à. Kiểu này nha Phong, mình làm cái đám cưới này là gì ta, nhất ở trong Minecraft luôn á. Không ai bằng mình luôn á. Mình là nhất, đúng rồi. Là số 1 luôn á. Trời ơi, mình là số 1 luôn rồi còn đâu nữa. Ok. Rồi không nói nhiều nữa. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gọi là làm gọi là gì ta, thử thách làm đám cưới, tổ chức đám cưới trong Minecraft nha bạn nha. Let's yeah. Go. Ok. Rồi mấy bạn ơi, bây giờ là mình với Sammy đã mua xong váy cưới với lại đồ cưới nè. Bạn thấy đồ mình xịn không? Đồ kim cương luôn á nha. Đây bạn coi nè, đây. Mình mặc nguyên cái bộ giáp kim cương nè. Ở trên đầu mình thì đội nguyên một cái vương điện kim cương luôn. Quá xịn luôn. Còn Sam mặc gì Sam? Sam. Đây, váy kim cương nè, đó, vương miện kim cương, dài kim cương, tất cả mọi thứ đều là bằng kim cương. Wow, trời ơi, xịn quá nha, đẹp quá nha. Trời ơi, Sammy đúng là công chúa đẹp nhất hôm nay luôn á. À, ok. Ấy bạn thấy mình với Sammy mặc đồ đám cưới kim cương, mày thấy xịn không? Bạn nào thấy xịn nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mình thấy là bọn mình là gọi là chất nhất hôm nay đó, không ai chất bằng mình luôn á. Đó. Ok. Đám cưới kim cương rồi mà còn mặc váy cưới kim cương nè, đó, quá xịn luôn. Ok. Bây giờ thì mình quên khoe với bạn. Đây, ở bên đây thì mình có bé bông nè. Chào mọi người đi con. Rồi, ok. Bé bông nè, còn bên đây là bé cam nha các bạn nha. Đó, bé bông, bé cam. Ủa, khoe từ. Sao hôm nay ủa, bé cam vậy? Bé cam nó mặc cái gì trên cổ vậy? Ủa? Trời đất ơi, là cái váy mà con. Trời ơi, sao lại mặc cái váy trên đầu vậy? Trời
trời ơi, người ta người ta mặc cái váy á là người ta phải gọi là mặc ở bên dưới cái quần chứ, tại sao con lại gọi là đeo lên trên cổ vậy? Trời ơi, tháo ra, tháo ra nhanh lên. Trời ơi, Sam tháo ra giùm cho bé Cam đi. Ê trời ơi, cái này là ông mang đúng không? Không có ai ngoài ông hết á. Trời ơi, mặc váy mặc. Thì hôm qua tôi có mua cho bé Cam một cái váy, nhưng mà chắc là do cái váy này nó bự quá cho nên là bé Cam may không vừa. Rồi xong rồi. À, được chưa? Rồi đó đẹp nè. Ở đây Sam nhìn nè, bé Cam này trên tay cầm một bông hoa nè. Đó. Ôi, dễ thương quá luôn nè. Thì hôm nay nè bạn ơi, bé Cam sẽ đóng vai là phụ dâu nha các bạn nha, còn bé Bông sẽ đóng vai là phụ rể nha. Đấy, ok đó, hai đứa đứng hai bên. Đấy, ok. Rồi, bây giờ thì mình với Sammy sẽ đứng ở đây chờ mọi người trong làng Hello Team đến đây để gọi là dự tiệc đám cưới. À mà khoan, từ từ, mình phải khoe thêm này nữa. Quên mất. Đây Sam. Đâu đây Sam? Đây. Dạ. Như lời hứa lần trước mình đã hứa với mấy bạn á, thì mình bảo rằng mấy bạn hãy comment tên của mấy bạn ở bên dưới, mình sẽ chọn những bạn may mắn nhất để mình có thể đặt tên trong đây. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng coi có bạn nào có tên trong đây không, bạn nhớ bình luận cho Phong biết nha. Ok, thì ở đây nè, đầu tiên là có bạn Nhi nè. Đó, có bạn nào tên Nhi vô nhớ bình luận cho Phong biết nha. Bạn Nhi nè, bạn Vi nè, bạn Song Minh nè, đây là một bạn nam thì phải. Đó, bạn Ngọc Tuyết nè, Misa, rồi Khánh Yên nè, đó nhiều lắm luôn á, Khánh nè, rồi Linh Nhi, Thảo Nguyên, Minh Thư, đó rất là nhiều luôn. Này quá trên tay luôn nè Phong. Ở bên đây thì có bạn Gia Huy, Lê Nguyễn nè, bạn Dung gì, Yumi là em, ok Yumi là em nè, Trúc Như nè, rồi Trần Phương Thanh nè, nói chung là nhiều lắm đây các bạn coi nè, đó rất là nhiều cái tên luôn, ok. Đấy. Full luôn. Mà tại vì là cho là mình biết là kênh của mình với kênh của Sam cộng vô thì ít nhất cũng phải gọi là 5 triệu bạn fan luôn đúng không? Nhưng mà bây giờ mà mình gọi là ghi một lần 5 triệu cái tên ra chắc mình chết quá. Đây là may mắn, những bạn fan may mắn thôi nha. Đúng rồi, cho nên đây chỉ là những bạn fan may mắn bọn mình gọi là cho tên vào thôi nha. Cho nên bạn nào mà không được đặt tên á, mấy bạn cũng đừng có buồn nha. Chứ bây giờ mà mình đặt một lần 5 triệu cái tên chắc mình gãy tay luôn quá. Ok, rồi, đây, ok, bây giờ chỗ này là sân khấu có nè, cô dâu chú rể có nè, phụ dâu phụ rể có nè. Đó, rồi sau đó là mấy bạn gọi là khách cũng đến luôn rồi nè. Bây giờ là chờ anh em tốt với lại chị em tốt của Hero Team tới nữa thôi là chúng ta bắt đầu tổ chức là đám cưới trong Minecraft nha Sam. Ok, nhất trí. Ok, rồi đợi thôi. 3 hours later. Hey, trời ơi sao mà đợi lâu quá ta, từ nãy giờ 3 tiếng đồng hồ rồi sao mà gọi là mấy bạn anh em Hero Team không tới. Ủa tới nè. Hello mọi người, trời ơi tôi tới anh em. Trời ơi, chúc mừng đám cưới vui vẻ. Hân hỉ hân hỉ. Cảm ơn Simi, cảm ơn Kairon nha. Ủa còn thiếu ai vậy? Đám cưới cho mọi người nha, đám cưới. Nhanh đi, từ thôi để đợi tôi nhá. Alo. Mất sao vậy? Ủa mà khoan. Cái gì? Từ khoan, tôi thấy có gì đó hơi sai sai nha. Sao tự nhiên tôi nhìn anh em tôi thấy có gì đó hơi sai sai Sam ơi. Bà nhìn thấy có gì sai sai không? Ủa, sai gì đâu, hôm nay mới sáng sớm dậy thấy Simi bảo hôm nay cả đám đi dự tiệc này thì anh biến thành chú hề để mua làm cho mọi người vui cười cười đi Phong. Cái gì vậy? Ủa tính ra hôm nay là bọn mình đi đám cưới mà sao dịch á thì mặc đồ chúa hề, Camui á thì mặc cái đồ gì mà nhìn nó cũ rít mà cái mặt Camui sẽ đen thui à Mui. Nhảy đâu thêm đen đâu sao mà chị nói giờ vậy mà em gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Cái Ron á thì mặc đồ gì mà rách rưới vậy? Siro thì mặc đồ gì mà cũng rách rưới y hệt như cây Ron vậy. Còn Simmy thì nay hóa trang thành cái gì đây? Tôi là công chúa rồng. Hóa trang công chúa rồng hả? Ủa cái gì kỳ ta, hơi tính ra hôm nay là đám cưới của tôi với Sammy chứ không phải, đâu phải hôm nay là gọi là lễ hội hóa trang Halloween đâu mà mọi người. Trời ơi bạn trang ơi, để mình nói cho bạn nghe nè, cái này là đám cưới của anh em, bạn hiểu không? Cho nên đó là bọn mình thoải mái đi, đâu có cần phải chỉnh chu làm cái, gì. Cái sao hồi sáng kêu đi dự tiệc là giờ anh ăn mặc này rồi sao mà kể cả đi dự đám cưới của anh em thì sao Kai lại mặc đồ ăn mày? Tại vì dạo này em ơi, tính ra nha, Iron cho tính ra là tôi hạ tóc của tôi xuống để nâng những cái người chủ tiệc lên hiểu không? Tạo bảo cho người khác chứ. Tôi nói mấy người nghe nè, tính ra là đi ăn dự đám cưới thì ít nhất cũng phải mặc cái bộ đồ vest hoặc là mặc cái gì đó nhìn nó gọi là chỉnh chu, gọi là đàng hoàng tí. Tự nhiên mặc đồ gì kỳ cục quá, thôi đi dời đủ dời rồi, đủ dời sẽ quay clip chứ bộ giỡn thay đồ đúng không, hay sao? Đúng rồi, mọi người về thay đồ khác đi chứ mọi người mặc đồ này không được đâu, đồ này sao dự đám cưới được đẹp vậy mà bắt thay, trời ơi sao về bên ngoài quan trọng thế sao, về lấy đồ đi, lấy đồ nha, Hòa Minh tôi sao nha. Trời ơi, tôi mệt với anh em trong Hero Team quá mọi người ơi. Không hiểu sao đi dự đám cưới của tôi với Sammy mà mặc đồ gì y như đi lễ hội hóa trang Halloween vậy á trời.
Ai, thiệt khổ ghê luôn á. Thôi vô đó, vô đây sao vậy ông chứ. Lần sau mời thiệp phải ghi vô gạch đỏ luôn là phải mang đồ đẹp, hiểu không? Ông mời người ta đi chứ ông có nói mang đồ đẹp đâu. Hay, ơi. Trời ơi, tôi cũng đâu biết đâu ai vậy đâu. Hôm nay mà ông mặc cái đồ thấy ghê chứ mồ à. Ở bên kia, chị tôi thấy Siro với Camui đang quýnh nhau kìa. Trời, cái gì vậy? Ok. Quýnh nhau luôn vậy, thật ghê quá. Hay, thôi, bây giờ đợi mọi người thay đồ xong mày mới làm đám cưới được nè. Chứ mặc đồ vậy sao làm trời. Ok, thôi ngồi đợi. Ờ không, nằm đợi luôn. One eternity later. Wow, hình như mọi người tới kìa Sammy ơi. Trời ơi, mặc đồ đẹp dữ ha. Trời được nè, được nè. Vô đây mọi người. Trời ơi, đẹp chưa? Nói nhá, phát ngay nè. Ở đây nhá, toàn cô ấm với cậu cả qua sinh qua dự đám cưới nhá, biết chưa? Trời ơi, ghê thiệt luôn á, để coi coi. Nay là Kairon mặc đồ vest nè, Siro mặc đồ vest. Ờ mà khoan từ, Siro. Sao anh đeo cái mặt nạ trên mặt gì vậy? Đeo mặt nạ này để gọi là tới chúc phúc để kiểu mình che mặt rồi, kiểu mình không gọi là ăn bó like với chú gửi không? Sao anh? Ông biết mấy thằng trẻ trâu quay TikTok mà hay đeo mặt nạ hacker là màu. Ok, em hiểu. À, vậy là Siro này đóng vai mấy bạn trẻ trâu đeo mặt nạ hacker hả? Ok, hiểu rồi. Ok, rồi. Trời ơi, bạn có biết là mày đi dự tiệc của bạn là mình phải đi thuê cái bộ vest 250 ngàn một tiếng này nè, đó khổ. Trời ơi, hay quá, đúng là anh em tốt. Đúng là anh em tốt. À, con Simmy, trời ơi, Simmy nay mặc đồ dạ hội hả? Trời đẹp cho ta. Rất là xinh luôn á nha. Đây, trời ơi. Ủa Simmy, cái bộ dạ hội này Sim có đi thuê không? Trời ơi, Simmy người ta gọi là vô người ta bỏ tiền người ta mua đồ chứ đâu ai thuê đồ như cai không cai. Chơi nghèo quá. Ok. Ủa còn ông nào đây? Ủa? Ông nào đâu ông nào? Chào mấy con. Ủa mày đẹp đâu con mặc rồi sao lại mặc gì vậy? Ủa Camui. Là cha xứ cho nội. Ủa Camui tính ra chị là con gái, chị không mặc váy cho nó đẹp chị mặc đồ này làm gì? Ủa gì? Ủa rồi ai chủ trì cái đám cưới của em? À, vậy là Camui mặc đồ này để làm cha xứ hả? Trời, đầu tư người ta. Gì nữa? Đầu tư. Trời ơi. Mọi người nhìn nè, Camui còn gắn thêm râu nữa, mọi người thấy không? Đầu tư đúng không? Hay quá Camui ơi. Rất đầu tư. Ok, rất quá Camui ơi. Ok rồi, bây giờ mời mọi người vô trong ghế ngồi nha. Đây ghế của mọi người bên đây nè. Mọi người vô đây ngồi. Đâu. Bên này. Về đây. Bên này nè. Rồi mấy người này test Covid cho mọi người gần nhau vậy. Hả? Trời ơi, mấy người này trong Minecraft mà anh đâu có lo bị Covid trời lò lao. Nên vô ghế ngồi anh. Ok rồi, mọi người ngồi hết nha. Ủa. Rồi bé Mưa sao hôm nay đi dự sinh nhật mà gì nhầm. Bé Mưa đang đi dự đám cưới mà bé Mưa không chịu mặc đồ gì đẹp á chị Mưa. Trời. Bé Mưa không chịu. Trời đất ơi. Ok sao? Thôi không sao kệ đi chứ hôm nay bé Bông với bé Cam cũng đâu có mặc đồ đẹp đâu. Mặc đồ bình thường mà. Ok. Rồi. Thôi bây giờ thì mọi người đã đến hết rồi và bây giờ cũng đã có cha xứ Camui ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quá đầu tư. Chúng ta sẽ cùng nhau gọi là tổ chức đám cưới nha mọi người. Ok. Rồi ok. Xin mời cha xứ Camui vâng, chào mừng các vị quan khách, các vị khách quý, các vị Hero Team đã đến đây đến dự đám cưới của bạn Phong Cận và Sammy. Yeah. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đến gọi là lời tuyên thệ chứ nhở. Dạ. Dạ, Phong Cận, con có luôn sẵn sàng yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ, làm tất cả mọi thứ giúp cho Sammy không? Dạ, con xin đồng ý trở thành chàng hoàng tử đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft luôn luôn bên cạnh bảo vệ cho Sammy. Trả lời sai rồi bác. Chứ sao? Sao hỏi nào mà con đồng ý cái gì? Đây là đang bảo là con có luôn sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc, bảo vệ và luôn luôn gọi là đưa lương cho Sam không? À dạ, cái gì đưa tiền lương luôn hả? Ôi trời ơi. Dạ con sẵn sàng. Dạ trời ơi. Trời ơi. Ok, Sammy, con có luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ, lấy tiền lương của Phong. Và có thể con có thể uýnh Phong lúc làm mà con thích nha con. Gì vậy? Trời ơi, con tự nguyện đồng ý luôn. Đồng ý này, này không giống đám cưới lắm á Phong ơi. Ê, mọi người ơi. Anh em ơi, sao tôi thấy cái này không giống đám cưới lắm mà tôi cảm giác giống như là tôi sắp bị bỏ vô tù cái gì mà tự bạn ơi, bạn nghĩ kỹ á, bạn ơi, nghĩ kỹ nha. Chắc mình phải suy nghĩ kỹ. Không, Phong Cận lúc nãy đã đồng ý rồi. Và bây giờ thì Sammy cũng đã đồng ý rồi. Ok, và bây giờ chúng ta cùng trao nhẫn cưới nào. Đúng. Ủa? Rồi, nhẫn cưới đâu? Tính ra là Camui chưa hỏi rằng con có đồng ý lấy không mà. Còn hỏi câu đó nữa mà đúng không? Câu cuối quan trọng. Trời ơi, kiểu này là phải trừ lương. Phong Cận, con có đồng ý lấy Sammy làm vợ của mình không? Dạ. Con xin đồng ý ạ.
Ok, Sammy, con có đồng ý lấy Phong Cận làm chồng không? Dạ, con đồng ý ạ. Ôi trời ơi, yeah. Đúng không? Cháu dẫn đi, cho nội, cháu dẫn, cháu dẫn. Ờ, dẫn hả? Hãy đi Phong ơi, đừng đưa. Đứng nhận cưới được ngay. Ok, ok. Đợi tôi xíu, tôi coi coi, đà, đầu tiên à, để coi coi nhận cưới hả, đâu à, rìu nè, cúp nè, sản nè, cuốc nè. Gì vậy? Mai mai hả? Từ từ, tôi kiếm trong người tôi nhiều đồ quá, này cục Rubik nữa nè, trời ơi, sao nhiều quá vậy ta, sao nhiều đồ quá. Trời, là trời, chú rẻ này là hỏng rồi. Ê ơi, xin lỗi, thấy rồi, đây, nhận cưới đây, ok, có thêm cái đồ người nè. Ok, rồi, đây, nhận cưới đây, đây, xin chào nhận cưới cho Sammy. Trời ơi, không cho nhận trong cái hộp luôn, dễ sợ, dễ thương quá trời luôn nè. Ôi, chịu. Okay. Và vậy thì bây giờ ta xin tuyên bố Phong Cận, à, chú rể Phong Cận và cô dâu Sammy đã chính thức trở thành vợ chồng. Yeah! Chúc mừng, có mỗi một khách mời lên chúc mừng là sao vậy? Trời ơi, ơi, chúc mừng đi. Anh em ơi. Anh em ơi, vậy là từ nay tôi không còn gọi là độc thân nữa, tôi không còn có thể đi chơi với anh em nữa rồi, tôi không còn có thể quẩy ông cùng ơi. Anh em nữa rồi, trời ơi. Ông ơi, sao? Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc. Trời ơi, không ngờ tôi lại là người đầu tiên cưới. Thôi được rồi, thôi dạ. Không buồn á bạn, không buồn không? Tôi quẩy không, 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 vui, 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 bạn thấy không? Vui, vui, vui lên chứ, vui lên chứ, cười lên chứ. Mấy bạn thấy không? Mấy bạn thấy không? Cô dâu hở tí là đòi quýnh chú rể luôn. Mấy bạn thấy cô dâu thùy mị nách na dễ thương không? Okay. Đâu, tôi thùy mị mà, tôi biết quảnh ai đâu. Hiền khô như một con gì ta, một con cọng lá vậy. Ok, rồi, rồi, thôi được rồi. Ok, thì bây giờ là hình như là mình nhớ là trong mấy cái lễ cưới là nó hay có mấy cái trò gì ta, gì ta đi phong bì hoặc là gọi là gì ta, tiền quà đúng không ta? Ừ, tiền mừng nữa. Không biết anh em có tiền mừng gì không ha? có chứ, trời ơi, ngày quan trọng của bạn mà làm sao tụi mình quên được. Ok, ok, vậy hả? Ok, nhưng mà khoan, từ trước tiên mình phải gọi là lấy quà của bé Cam với bé Bông trước đã. Đây, Sammy, ở đây là có hộp quà màu cam là của bé Cam nè, hộp quà màu trắng của bé Bông tặng cho hai đứa mình nè, đó. Ủa, thích dữ vậy? Ok. Ôi, dễ thương quá à. Rồi, bây giờ Sammy hãy chọn một trong hai hộp đi. Sammy chọn hộp nào, của bé Cam hay bé Bông? Tôi chọn bé Cam đi, ông chọn bé Bông được không? Ok, đó. Rồi, giờ Sam mở hộp quà của bé Cam đi. Bực. Rồi, ủa gì vậy? Ủa, coi nè, trời trời, từ cho ông xem nè. Thôi vẽ nè, tặng tôi, trời ơi. Dễ bé. Thương quá à, bé Cam vẽ tặng tôi nè. Ôi, dễ thương quá à. Trời ơi, không ngờ bé Cam lại có một cái gì ta, tâm hồn hội vẽ như thế hả? Bé Cam mà vẽ bức tranh tặng cho Sammy nữa bạn ơi hả? Đẹp quá à, thôi chị lấy nha. Trời ơi, thích mà, tôi vẽ được gì? Hả? Tôi nói ông nghe, tính ra đám cưới tôi mà sao ông cứ nhảy lên trên sân khấu hoài vậy? Oh, quên. Từ nãy giờ tôi hơi bực rồi nha. Ông có tin là tôi quên ông trong đám cưới luôn không? Khổ. Bây giờ chúng ta sẽ mở đến hộp quà của bé Bông. Ok, vậy tôi mở nha. Ok, mở nè. Bụp. Ủa gì vậy? Có cá. Ôi, trời ơi, món quý giá của bé Bông luôn á. Trời ơi, đúng là món quà quý giá của bé Bông luôn. Bé Bông rất là thích ăn gọi là cá luôn mà. Bé Bông tặng mình nguyên con cá luôn. Cảm ơn Bông nhiều nha. Trời ơi, Bông dễ thương quá. Ôi, cảm ơn Bông. Rồi, ok. Vậy là bây giờ là mình đã có quà của bé Bông với bé Cam nè. Bây giờ tới lượt quà của anh em của Hero Team á. Ok. Giờ tôi mời người bạn thân nhất của tôi, Kairon. Bạn có quà gì không? Có chứ, nhưng ngày gọi là đặc biệt của bạn thì mình xin tặng cho bạn một cái món quà. Món quà của mình thì nói chung là nó không tính bằng tiền nhiều, nhưng mà mình nghĩ là bạn sẽ cần trong tương lai đó. Mình xin tặng bạn chiếc mũ này. Ủa gì vậy? Ủa sao đi tặng mũ bảo hiểm vậy? Tặng mình cái mũ bảo hiểm làm gì? Bởi vì là hồi nãy về bị đánh còn có cái đeo lên đó, hiểu không? Đó đó, hiểu không? Okay, okay, hiểu, đó hiểu, đó hiểu. Đó okay, okay, okay. Ủa gì anh, cái gì vậy? Nói gì vậy? Không cái gì hết Sam ơi. Trời, đúng là Kairon, đúng là anh em tốt lo xa á bạn ơi. Bây giờ tặng mình cái nón bảo hiểm để mốt mình về mình có bị Sammy quýnh thì mình còn có nón mình đội vô mình đỡ. Okay, hợp lý được. Okay. Quá tâm lý luôn anh. Cảm ơn Kai nhiều rồi. Ok, quên tới lượt anh trưởng team đâu nè. Anh trưởng team mà không có quà kỹ nha. Trưởng team mà đã. Ê Phong ơi, nãy anh mang cái phong bì đi để tặng Phong ấy. À. Mà Phong gửi về Phong bảo thay đồ khác, anh lấy anh mua đồ hết à? Này. Cái gì vậy? Gì cái anh Phong ơi? Trời ơi, giỡn chơi. Có hôm nay có quà nè, hôm nay là anh đại diện cho là Hero Media. Hôm nay anh tặng Phong một cây kiếm, đó. Cây kiếm làm bằng vàng rồng, 4 con 9, đó. Vàng rồng này đó, để trong trường hợp mà nếu mà không có chuyện gì xảy ra
Phong có thể mang kiếm vàng này đi bán để có thể kiếm thêm thu nhập, xây dựng kinh tế, phát triển gia đình. Còn cái mục đích chính của nó, nếu mà bị pha xăm nó bắn thì bác kiếm dí lại nha. Trời, 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 trời. Cái kiếm đấy phải xa mẹt rồi. Nói đúng rồi anh. Anh đưa. Chạy đi. Ok, cảm ơn anh nha. Ơi khoan, từ tính ra hợp lý quá ha. Kairon thì tặng mình cái nón bảo hiểm để mình đỡ mỗi khi Sammy quýnh. Còn cái còn Mr. Dịch đó thì tặng cho Sammy cây kiếm để quýnh mình. Đúng rồi. Hợp lý. Trời ơi, sao tôi thấy tôi lấy vợ mà tôi cảm thấy tôi lo sợ quá ta. Ok thôi được rồi. Bình thường mà tôi có gì đâu sợ. Tới lượt Siro nè, tới lượt Siro tặng quà, Siro tặng quà gì cho em Maro? Riêng anh á, anh biết là Phong ơi khổ lắm, phận con trai 12 bến nước mà em. Tâm ra là khi mà về ở, anh biết là em phải đưa hết tiền cho Sam đúng không? Đúng rồi. Là anh sẽ tặng em cái này. Ủa? Gì vậy? Cái gì tặng em Solava làm gì vậy? Ra đây, từ từ qua đây, đừng cho Sam nghe, qua đây. Vậy sao? Thật ra cái này chỉ là Solava pha ke thôi, để mốt em có tiền em nhét đem giấu, hiểu không? Sam cái môi. Hợp lý. Ôi vậy sao anh không tặng cho em con heo đất hay gì đó, em nhét tiền vô cho dễ. Ui, không được, heo đất Sam biết đặt ra lấy tiền, sao show này Sam tưởng không có tiền trong, không lấy được, hiểu không? Trời, tặng Solava bỏ tiền vô cháy hết sao anh? Ôi Solava này, Solava pha ke mà yên tâm. À ok, cũng hợp lý. Ủa, ok. Thôi vậy Phong cho tôi xem rồi. À cái show này là cái show Solava, không có gì đâu. Cầm tự nhiên Siro tặng mình Solava làm gì. Trời ơi, kỳ cục quá. Ừ quên mất, trời hôm nay không có quà tặng đại á, không gì đâu Sam. À ok rồi. Ok rồi, tiếp theo là quà gái tươi của em gái. Ok. Trời ơi. Ha rồi bây giờ tới lượt tôi nè. Trời đất ơi, em biết đây là cái thằng mưa Sam Kim. Hả? Em đem mưa, em xin tặng mưa đúng không? Trời ơi, nó đứng đây gọi là gì tao? À đúng rồi, thật ra một quà là mưa với em chuẩn bị hết. Đó, thì đây là một quà em xin trình tặng cho chị. Đó. Ồ, em gái tôi, trời ơi, tặng tôi quà, trời ơi, quà cái đẹp. Cái này là một món quà mà bé Bông với bé Cam sẽ rất là thích. Ồ, quà gì luôn á. Này, coi, có gì nè. Wow, đồ ăn cho bé mưa. À, quà này là gì? Luôn đấy, cái này tôi sẽ giao cho Phong và chăm cho hai bé ăn mỗi ngày. Mà khoan, từ từ tính ra nói gì đó hơi sai nha. Cái này đám cưới tôi với lại Sam, phải đám cưới của Bông với Cam đâu, tiền tặng hạt. À nói chung là có cái gì đó để gia đình kết nối với nhau đó, hiểu không? Đó. Bạn đã bị gài rồi. Thật ra Sim tặng cho bạn cái hạt này để bạn có thêm công việc là phải bắt lòng phải gọi là cho bé Bông với bé Cam ăn. Ơi mà Cai, mà nói bạn nghe là thời luôn á. Tính ra nha, bạn á, bạn không có tiền, bạn phải đi thuê bộ áo vest. Mà bây giờ bạn còn tặng cho mình được cái nón bảo hiểm. Còn Simmy á có tiền mà Simmy tặng mình mấy cái hạt cho mèo ăn. Trời ơi, Simmy thời luôn á có tiền mà keo kẹt quá Cai hả? Có tiền. Đúng rồi, các bạn có quá. Gì tao? Đâu gì đâu. Thôi, không sao đâu Cai. Bạn yên tâm đi, bây giờ là mình một thời gian sau cũng tới lượt bạn à, yên tâm. Rồi, xong chưa, hết quà chưa? Còn ai chưa tặng hỏi mình không? Còn chứ, còn cái người đây. Ủa đâu rồi? Đâu chạy đâu cho thoát. Bạn ơi, hôm nay bạn đóng vai cha xứ nhưng mà bạn cũng gọi là người trong team cho nên bạn cũng phải tặng quà bạn ơi. Quà đâu? Đúng rồi. Okay. Bây giờ tôi sẽ tặng cho Phong Cận và Sammy một món quà mà tôi rất là thật sự là đó là tất cả những gì mà tôi có này mọi người. Đó là tôi chúc hai người hạnh phúc, một tấm chân tình từ tôi đó. Đấy là cái quý giá nhất của tôi đó mọi người. Phong ơi, Phong ơi, nghe mùi cha xứ này là muốn bùng quà rồi Phong ơi. Trời ơi, sao tự nhiên tặng quà không chịu tặng mà tự nhiên chúc gọi là cái gì chúc ta... miệng không miệng chúc người ta phải dùng quà chúc tại cho tôi. Đây tôi làm cha xứ cho hai quý, cho quý vị là tôi gọi là hết sức của tôi rồi nha, không còn gì nữa đâu nha. Nhìn cái gì mà nhìn. Bây giờ một là tặng quà, hai là ế từ giờ tới già chọn đây. Trời ơi, bạn thấy không? Camui keo kiệt quá cho nên là giờ mới ế, bạn thấy không? Nó ế keo kiệt quá mà trời. Thôi được rồi, ok. Thôi được rồi, nói chung á là hôm nay là mình với Sammy tổ chức đám cưới xong nè các bạn ơi. Thì bây giờ bọn mình có quà đủ kiểu nhận quà của anh em hết trơn nè đó. Này, vậy là quà nè. Vậy là coi như á là mình
Sammy cầm cái cây kiếm luôn, mình nhìn mình sợ các bạn ơi. Nè, tao cầm qua lên á. Ok lên bạn ơi, vậy là coi như là mình với Sammy đã thực hiện xong thử thách của các bạn và thực hiện xong lời hứa của các bạn. Đó chính là có nhiều bạn bảo mình với Sam là hãy tổ chức đám cưới trong Minecraft. Cho nên bây giờ mình đã thực hiện xong rồi nha. Rồi ok bạn ơi, vậy là bây giờ thì mình với Sammy đã thực hiện xong gọi là lời hứa với lại thử thách của bạn là làm đám cưới ở trong Minecraft. Đó, coi như mình đã thực hiện xong rồi nha. Và các bạn có thấy gọi là thích video này hay không? Nếu bạn thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Hả gì anh? Bảo các bạn ý 50k like bắt Jimmy với cả Kairon làm đám cưới. Ừ đúng rồi, hợp lý. Nếu như mà Nếu như video này của mình đạt được 50k like thì tập sau thì Kairon với mèo Simmy sẽ làm đám cưới nha các bạn nha. Ok. Yeah, đúng rồi. Dắt ra. Đó, rồi ok. Chơi luôn đúng không? Rồi ok. Thì coi như là mình đã thực hiện xong nha. Mà cái này chỉ là đám cưới trong game nha các bạn nha, chứ không phải đám cưới ngoài đời thật đâu nha. Chứ đám cưới ngoài đời thật mà anh em tặng quà kiểu này chết mình luôn á, tặng kiếm đồ kiểu cho Sam về quýnh mình không được không? Ok. Rồi. Cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye. Yêu anh em phải nói tạm biệt.